Xin chào người nhá, hôm nay bên mình là Châu Vàng Kinh Quang. Số điện thoại liên hệ 0971 588 456. Tiếp tục gửi một cái máy Sakura 178 kèm theo phay lồng bừa và một cái sên hút nước cho anh Hoàng Văn Thuần, cũng tên là Thuần, mình cũng tên Thuần, anh tên Thuần, ở xã ở Đồng Mộng, thôn Đồng Mộng 1, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai. Đó. Máy này thì nó kèm theo cả cái bộ sên hút nước nhá. Thì cái sên hút nước ấy thì mình đã bắt sẵn ở đây rồi cho anh ấy rồi. Về anh thì bỏ cái này ra và khi nào không làm nữa thì anh bắt lại cái này thôi là ok. Còn cái cái nữa là về cái động cơ, bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhá về cái động cơ này. Cho anh đánh cái xe ra để bốc luôn lên đấy, bốc ra đây. Về cái động cơ thì đây là cái khóa dầu này, quay ngang là khóa này, quay xuống là mở này. Còn đây là cái bơm có áp đó. Còn đây là nối lên trên theo dây đồng lên là cái kim phun đây. Đó, và khi sáng ra thì mọi người nhớ giúp mình là giật giữ một tay giữ ga này, này. Một tay giật giúp mình vài cái để cho nó bơm dầu lên nhá. Rồi. Thấy nó lên trên kim phun nó kêu két két là ok. Và tiếp theo là về cái động cơ, cũng là về cái động cơ, và cái quan trọng nhất ở đây là cái dầu động cơ. Dầu động cơ mình sẽ cho thêm theo 2 lít để thay được 2 lần. Đó. Và cái dầu động cơ này thì chỗ đây là chỗ xả này, đây là chỗ đây là cái lọc nhớt này, mọi người lấy cà lê 10 vặn lọc nhớt rút ra, rồi vệ sinh cái lọc nhớt đi, rồi nắp lại hết, xong là đổ dầu nhớt lại. Nếu mà mọi người cẩn thận một chút nữa thì lấy cho mình một ít dầu hoặc cái ít xăng đổ vào trong cái bầu lọc này, xong này lấy cái rẻ bịt miệng lại, rồi lấy cái bơm bình xịt hơi ấy, xịt lại xịt vào trong này cho nó xịt hết cái mạt sắt ra nhá. Nghiêng đi. Đấy, dầu hộp số của nó là 2 lít rưỡi đến 2 lít 8. Đây là cái lỗ thông hơi, khi mà mọi người làm thấy cái dầu nhớt phì ở đây thì không sao nhé. Kệ đó nhá, không sao. Đó. Máy này thì nó có 2 số tiến và 1 số lùi. Đây, đẩy hết đằng trước là số 1 này. Ở nấc giữa là số 2, nấc kéo hết đằng sau là số 2. Ở giữa là số 0, đẩy hết đằng trước là số 1. Đó. Còn đây là cái ga của nó này, kéo sang bên phải là ga. Đấy, theo bên phải theo hướng đứng là ga. Cái này cứ giảm hết ga là khắc tắt máy. Đó, còn hai cái tay này là hai tay chuyển hướng nhá. Hai tay này này, tay này tay chuyển hướng này. Còn đây sẽ là cái côn để di chuyển này. Cái côn khi mình bóp là nó sẽ di chuyển. Cái này khi mình vào số xong mình vào số xong xong mới được bóp nhá. Còn cái này mình vào số xong mới được bóp này. Khi sang số là phải nhả côn ra, sang số xong xong mới bóp côn để nó hoạt động, nếu không là bị mẻ bánh răng hộp số đấy. Đó. Cái các bước khởi động của nó là phải ga lên. À quên, một bước nữa là tay số lùi. Đây là cái tay số lùi này. Tay số lùi được sử dụng khi mọi người về số 0 này. Và bóp cái tay số lùi lại. Đây trường hợp này là nó đang bóp mà nó không vào nhé này. Bóp mà nó không vào này. Đấy, bóp căng nó mới vào. Bóp mà nó không vào là mọi người hơi lắc lắc cái máy này, lắc ngang cái máy phát là bóp là nó chặt lại, chặt xít lại trong này. Rồi một tay vẫn cứ bóp đây nhá. Bóp chặt cái này lại và tay bên này thì nhớ mấy côn này. Nhớ mấy côn thôi nhá. Mình bóp chặt là nó lùi căng đấy và giảm ga đi. Khi đi số lùi thì giảm ga đi thì nó không bị giật vào người. Đó. Các bước khởi động này, mọi người ga lên này. Ga lên. Và cái áp này đừng đóng vội, mọi người lấy cái tay, lấy chân, mọi người đẩy cái máy lên đằng trước này. Lấy tay giật giúp mình, đó, cho nó căng cái dây ra. Căng cái dây ra. Rồi tiếp theo đóng cái áp xuống. Và giật vút tay cái là nó nổ. Rồi giờ mình sẽ test máy, kiểm tra số, côn số, rồi các chi tiết của máy. Rồi sẽ đóng gói để gửi đi cho anh Thuần nhé, ở Bảo Yên, Lào Cai. Anh cũng nghiên cứu rất là nhiều các dòng máy và cũng lựa chọn bên mình. Rất là cảm ơn anh. Về làm tốt thì có gì lại giới thiệu giúp em anh Thuần nhé. Số điện thoại liên hệ bên mình là 0971 588 456. Ok, giờ mình sẽ test máy đây. Các bước để khởi động này là ga lên này. Rồi tiếp theo đấy, mọi người giật mình cho căng dây ra này nhá. Rồi đóng áp xuống này. Đóng áp xuống rồi giật hết tay cái là nổ này.
côn nó hơi trùng một chút. Mình phải tăng cái côn lên đấy. Đây, cái này lắp ráp sẵn vào đây rồi. Thì anh chỉ được bỏ này ra và lắp bộ hút nước vào đây là xong. Máy anh có bộ hút nước chứ. Ơ thật mà. À. Lắp bộ hút nước vào hút đỡ tiền mua cái động cơ đúng không? Cái bên này là bóp biết là chỗ lùi ra. Ờ cái tay bên này tay số lùi. Cái này là số lùi đấy á. Về số 0 bóp cái về số 0 xong bóp cái về số 0 này. Bóp tay số lùi lại, bóp côn này nó lùi. Cái gì tay bóp kia cũng là ấy số lùi à? Vâng. Không biết à? Anh có làm cái thấy lùi được bao giờ đâu. Phải về số 0 nhá. Về số 0 cứ bóp tay số lùi lại, không bóp côn là nó lùi. Ok, cảm ơn mọi người theo dõi. Giờ mình sẽ đóng gói để gửi đi nha. Nó còn dầu mỡ các thứ nữa mình sẽ cho lên trên máy luôn nhé.